Thoại Mỹ được đề xuất xem xét cấp danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, tôi mừng không ngủ được. Thoại Mỹ bày tỏ hạnh phúc khi thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xét lại danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho cô và các đồng nghiệp khác. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, báo chí và khán giả đã lên tiếng cũng như ủng hộ cô trong thời gian qua. Ngày 8 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức có văn bản đề xuất Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần 10 và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét lại kết quả đối với 6 nghệ sĩ, đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần 10, trong đó bao gồm nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh, nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền và nghệ sĩ ưu tú Kim Dung. Đề xuất này nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các nghệ sĩ, phát huy, quảng bá rộng rãi loại hình nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay, đồng thời góp phần động viên các nghệ sĩ trong điều kiện hoạt động nghệ thuật truyền thống ngày càng khó khăn. Sau khi thông tin này được công bố, báo Thanh Niên đã liên hệ với nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ để lắng nghe những chia sẻ của cô. Xin chào nghệ sĩ Thoại Mỹ, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất xét lại danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho 6 nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Khi nghe được thông tin này, cảm xúc của chị như thế nào? Tôi có nghe tin này nhưng không biết đã chính thức hay chưa, nếu là vậy tôi rất vui mừng và hạnh phúc không ngủ được. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân có phải là cột mốc mà chị Hằng mơ ước không? Dĩ nhiên khi mình hoạt động và cống hiến nghệ thuật, mình cũng mong ước bản thân được nhìn nhận và có sự khen thưởng. Vì vậy tôi đã luôn phấn đấu. Vừa qua tôi bị trượt đợt xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, tôi có buồn một chút, nhưng cũng không sao, tôi nghĩ bản thân cần phải cố gắng và không bỏ cuộc. Tuy nhiên khi biết được tin tức này tôi rất vui.